Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp Thái Bình, đơn vị có chức năng trợ giúp pháp lý cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người khuyết tật. Hàng năm đơn vị này đã thực hiện hàng trăm vụ việc, góp phần giảm, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong nhân dân. Cán bộ hướng dẫn cho thì là mình thể hiểu biết về pháp luật thì mình thực hiện nó đúng hơn. Trong thời gian qua, hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp, ngành và địa phương tại Thái Bình quan tâm thực hiện với nhiều cách làm khác nhau, phù hợp với từng đối tượng địa bàn, đã tạo ra hiệu quả tích cực. Tính từ năm 2013 đến nay, đã có hàng chục nghìn hội nghị, buổi tọa đàm tuyên truyền phổ biến pháp luật, thu hút hàng triệu lượt người tham gia. Ngoài tuyên truyền trực tiếp, còn có các hình thức tuyên truyền qua các cuộc thi, phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng khai thác tủ sách pháp luật đã thực sự phát huy hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là ở địa bàn cơ sở. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh và của huyện đã phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn toàn tỉnh đã tích cực chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối pháp luật của Đảng và các văn bản pháp luật của Trung ương cũng như của tỉnh, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về ý thức pháp luật của người dân và tránh giảm thiểu các mâu thuẫn tranh chấp cũng như là thực hiện các biện pháp an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và các quy định của pháp luật khác. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm về chứng khoán thị trường, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều phương thức thủ đoạn mới tinh vi hơn nên cần nhiều hơn nữa các giải pháp để xây dựng ý thức pháp luật cho người dân. Luật về thông tin mạng thì đã quy định rõ những cái hành vi vi phạm về thông tin mạng. Trách nhiệm của các cấp, các ngành là phải có cái sự tuyên truyền để cho người dân nắm được những cái quy định về xử lý mạng thông tin, và đặc biệt là quan tâm đến cái việc là những cái thông tin mà xấu, những thông tin rác ở trên mạng xã hội. Tinh thần sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật không chỉ được tôn vinh trong ngày pháp luật Việt Nam mà phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân.